Vụ việc trên báo pháp luật đã đăng tải rồi nha các bạn. Thì mình xin phép được trích lại cái nội dung của bài báo pháp luật như sau. Đó là phản ánh đến pháp luật của thành phố Hồ Chí Minh. Bạn đọc T. Sần Bùi Dương cho biết cha của anh là 54 tuổi ở Đắk Nông bị sỏi thận khá lâu. Tháng 7 năm 2020, cha anh từ Đắk Nông lên bệnh viện Bình Dân thành phố Hồ Chí Minh khám và xếp lịch mổ sỏi thận. Sáng ngày 7 tháng 8, cha tôi chính thức lên bàn mổ trong tình trạng sức khỏe ổn định. Tuy nhiên khoảng 16 giờ cùng ngày, cha tôi được đưa qua phòng hồi sức trong tình trạng yếu ớt. Độ 10 phút sau, cha tôi co giật và sốt cao. Cái này là anh Dương nói nha các bạn. Tiếp theo nữa là hơn 20 giờ cùng ngày, tôi thấy điều dưỡng bóp bóng cho cha tôi. Vài phút sau, tôi phát hiện toàn thân của cha tôi đã lạnh ngắt. Tôi hỏi điều dưỡng cha tôi chết chưa nhưng không nhận được câu trả lời. Khoảng 22 giờ cùng ngày, cơ quan công an tới bệnh viện niêm phong hồ sơ cha tôi và tiến hành giám định pháp y. Tôi đề nghị bệnh viện Bình Dân chịu trách nhiệm cái chết của cha tôi, đồng thời phải giải thích rõ nguyên nhân cái chết của cha tôi tử vong. Anh Dương nói, trao đổi với báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, thạc sĩ bác sĩ Trần Vĩnh Hưng, giám đốc bệnh viện Bình Dân cho biết trước khi phẫu thuật sỏi thận phải, người bệnh được tư vấn các nguy cơ có thể xảy ra và đã đồng ý bằng văn bản. Gần 10 giờ ngày 7 tháng 8, người bệnh đã được đưa đến phòng mổ. Quá trình phẫu thuật theo đúng quy trình kỹ thuật, không xảy ra biến cố. Và người bệnh sau đó được chuyển vào phòng hồi tỉnh. Do sức khỏe ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt nên người bệnh được chuyển từ phòng hồi tỉnh qua khoa niệu B để được chăm sóc. Tuy nhiên đến 18 giờ 30 cùng ngày, người bệnh tỉnh táo nhưng sốt lạnh run, nhiệt độ 38,2 độ C nên đã được truyền thuốc. Lát sau người bệnh lừ đừ nên được chuyển tới phòng bệnh nặng để theo dõi. Lúc này các bác sĩ khoa hồi sức tích cực chống độc tham gia hỗ trợ và cấp cứu. Sau một tiếng tích cực cấp cứu, xoa bóp tim ngoài lồng ngực và đặt nội khí quản, mạch người bệnh không bắt được, huyết áp cũng không đo được, bác sĩ tiên lượng bệnh nhân không thể hồi phục được. Bước đầu bác sĩ chuẩn đoán người bệnh đột tử chưa rõ nguyên nhân trên hậu phẫu thuật sỏi thận. Bệnh viện Bình Dân đã báo cáo vụ việc lên Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện Bình Dân cũng sẽ sớm thành lập hội đồng chuyên môn xác định nguyên nhân. Bây giờ chúng ta sẽ giải quyết một cái câu hỏi tiếp theo, đó là sau khi mà đã có cái việc tử vong như vậy rồi thì lúc này bệnh viện sẽ phải làm gì. Thì theo quy định của luật khám chữa bệnh tại điều 65 thì cũng đã đề cập đến trường hợp là những cách thức giải quyết khi mà bệnh nhân tử vong như thế nào. Thì lúc này cơ sở khám chữa bệnh sẽ có trách nhiệm sau đây. Thứ nhất là cấp một cái giấy chứng tử cho các bạn. Cái thứ hai là tiến hành kiểm thảo tử vong trong thời hạn 15 ngày kể từ khi người bệnh tử vong các bạn. Do đó nếu mà các bạn xem video này, các bạn sẽ thấy là người nhà bệnh nhân liên tục yêu cầu là sẽ được gặp cái trưởng khoa, giám đốc bệnh viện, thậm chí là những người trực tiếp làm ca mổ đó, phải đưa ra một cái nguyên nhân trả lời cho đúng cái câu hỏi của bạn đó trong cái khoảng thời gian đó. Thật sự thì cũng khó đó các bạn, cho dù đồng ngành đi chăng nữa. Nhiều khi có những cái sự việc mà nó phát sinh nằm ngoài ý muốn của người ta hoặc là nằm ngoài khả năng của người ta thì người ta cũng chưa có thể kết luận cho các bạn. Cho nên là không thể kết luận một cách vội vàng như vậy, bởi vì khi mà kết luận một cách vội vàng như vậy nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều thứ các bạn. Do đó mình cũng hiểu được đó là người nhà bệnh nhân cũng có những cái nghi vấn. Họ không tin rằng một cái người bình thường, là những cái người cha chú, những cái người mà trụ cột trong gia đình của họ, những cái người mà yêu thương nhất của họ phải ra đi mà không rõ ràng một cái nguyên nhân, mà không biết được cái gì hết đúng không các bạn. Nhưng mà quy định thì nó cũng có các bạn, cũng cho cái thời gian để người ta kiểm thảo, người ta làm rõ được cái nguyên nhân thật sự để biết được chính xác nó như thế nào. Thì theo quy định là sẽ có khoảng 15 ngày kể từ ngày tử vong để người ta tiến hành kiểm thảo lại cái việc đó. Rồi cái tiếp theo đó là sẽ giao người hành nghề trực tiếp điều trị hoặc phụ trách ca trực tiếp lập hồ sơ tử vong, trong đó ghi rõ diễn biến bệnh, cách xử lý và thời gian mà nguyên nhân tử vong. Thì lúc này bệnh viện sẽ phải là cái đơn vị để mà lập lại cái bộ hồ sơ bệnh án, bệnh lịch trình là từ lúc mà tiếp nhận cho đến lúc khi mà nạn nhân tử vong, ghi rõ thời gian chi tiết như thế nào. Bởi vì cái này nó sẽ là cái bằng chứng, cái cơ sở để mà cơ quan điều tra người ta xác định có hay không có dấu hiệu tội phạm trong cái hành vi vi phạm các quy định về kỹ thuật trong quá trình phẫu thuật dẫn đến chết người đó, ví dụ vậy đi đó. Tiếp theo đó là lưu trữ hồ sơ tử vong đó, thì các bạn cũng thấy đó là người ta cũng có những cái quy định nhất định. Thì các bạn cũng thấy là khi mà xảy ra một cái trường hợp tử vong như vậy thì các bạn cũng phải cho cái bệnh viện người ta một cái thời gian để mà người ta có thể biết được, người ta còn chưa biết được cái nguyên nhân thì làm sao mà người ta có thể trả lời cho các bạn được một cách chính xác được, đúng không các bạn? Thì hiểu thông cảm cho gia đình là một chuyện, nhưng mà mình cũng phải xem xét nhiều khía cạnh đó các bạn. Khía cạnh bệnh viện thì như vậy, đó là góc nhìn theo quy định của pháp luật mà Phúc nhìn ở khía cạnh của bệnh viện. Thì lúc này chúng ta chỉ cần tóm lại thôi, bệnh viện ekip thực hiện ca mổ đó có hay không có những cái vi phạm trong quá trình thực hiện phẫu thuật, quy định về các phòng khám chữa bệnh, chăm nơm, chăm sóc người bệnh, vân vân đó, có hay không có đó. Nếu có thì như thế nào và nếu không có thì như thế nào, đó chính là những cái mà chúng ta cần phải quan tâm. Và những cái này chúng ta cần phải có một quy trình giám định, kiểm tra, điều tra rõ ràng cụ thể, không thể kết luận trong một phút được các bạn. Cho đó là chúng ta cần phải chờ đợi cái kết quả của những cái người mà có chuyên môn và những cái người tham gia giải quyết vụ việc này một cách trực tiếp nha các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ đặt một cái nghi vấn, một cái giả thiết tiếp theo là nếu như mà đội ngũ y tá bác sĩ này á, người ta có những cái sai sót trong quá trình chuyên môn như vậy thì
trách nhiệm của họ như thế nào. Thì như các bạn cũng biết đó, thì theo quy định của pháp luật hiện tại thì nó đã có một cái quy định tại điều 129 của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 về tội vô ý làm chết người do vi phạm các quy tắc về nghề nghiệp. Sở dĩ mà người ta quy định cái tội này là bởi vì có những cái ngành nghề đặc thù, ví dụ như ngành nghề y khoa đó các bạn, thì người ta cũng có những cái quy định chuyên môn rõ ràng hẳn hoi. Thì khi mà mình không làm đúng những cái chuyên môn đó mà mình có sai sót trong quá trình đó thì mình sẽ phải và dẫn đến kết quả tử vong một cái bệnh nhân nào đó, thì rất có khả năng sẽ phải đối mặt với cái tội này. Nhưng phải có một cái kết luận là có sai sót trong quá trình thực hiện chuyên môn đó thì người ta mới chịu trách nhiệm. Còn cái này người ta làm đúng cái quy trình rồi mà người ta không có sai sót gì hết thì mình kêu người ta chịu trách nhiệm thì cũng rất là khó nha các bạn. Thì thông thường đó nha, đối với cái bệnh viện thì người ta sẽ có mua bảo hiểm. Còn nếu như mà không có bảo hiểm thì nếu như mà xảy ra những cái sự việc theo quy định tại điều 73 do cái tai biến sau khi phẫu thuật thì lúc này bảo hiểm sẽ là cái đơn vị chi trả. Nhưng nếu như mà bệnh viện đó nó không có mua bảo hiểm thì lúc này bệnh viện phải tự trả cho cái phần đó nha các bạn. Nhưng phải làm rõ là câu chuyện là có hay không có lỗi trước cái đã. Có cái điều đó rồi chúng ta mới yêu cầu bồi thường như thế nào. Còn thông thường là mình thấy là những cái bệnh viện thì người ta cũng có sự hỗ trợ nhất định về cái chi phí mai táng, chi phí để mà cho những cái người thân, những người còn sống lại trong gia đình đó, người ta cũng bớt đi một cái phần nào gánh nặng về mặt tài chính sau khi mà xảy ra cái sự cố như vậy. Thì cái này mình hoàn toàn ủng hộ và hoan nghênh nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đánh giá một cái khía cạnh khác, đó là những cái người thân của bệnh nhân này đã có những cái hành vi như là quay video clip lại và dùng khá nhiều từ ngữ khác nhau để đăng tải lên trên mạng xã hội thì sẽ bị gì. Thì các bạn cũng biết là mình có thể hoàn toàn thông cảm được cho những cái cảm xúc của những cái người thân trong gia đình này khi mà họ đứng trước một cái chết mà chưa có sự rõ ràng về nguyên nhân thì họ sẽ rất là bức xúc. Tuy nhiên bức xúc như thế nào chăng nữa thì luật nó cũng có những cái quy định nhất định. Thì nếu như mà trong video clip của bạn có những cái hành vi mà gây tổn hại đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của những cái đội ngũ y tá, bác sĩ này hoặc là bệnh viện thì các bạn sẽ phải đối mặt với những cái hình phạt nhất định. Trong đó có hành vi xử lý vi phạm hành chính từ 1 đến 2 triệu đồng được quy định tại nghị định 176 năm 2013, nghị định của chính phủ nha các bạn. Thì mình coi video clip này rồi, mình đã coi full rồi, thì mình thấy với cái hành vi của chị, với những cái anh chị trong này thật ra mình thông cảm được các bạn. Xử phạt đối với những cái hành vi này thì nó cũng không đáng là bao. Cảm xúc của mấy anh chị khi mà chia sẻ đăng tải lên trên mạng xã hội như vậy á, và với một cái sự việc nó chưa có làm rõ mà mình dùng những cái từ ngữ ví dụ như là bệnh viện này giết người, bệnh viện kia giết người, hoặc là bác sĩ này kia giết người thì mình đưa các bạn, thì nó không đáng và nó không đúng. Thật sự nó không đúng nha các bạn, và hoàn toàn có thể bị xử phạt nha các bạn. Tuy nhiên trên thực tế mình nghĩ các cơ quan cũng sẽ thông cảm và bỏ qua cái chuyện này cho các bạn. Nhưng mà nếu như mà cái hành vi nó lan truyền quá chóng mặt đấy các bạn, làm ảnh hưởng đến danh dự uy tín của bệnh viện, thì lúc này bệnh viện hoàn toàn có thể kiện ngược lại. Nếu như bệnh viện, nhà bác sĩ, đội ngũ y tá, bác sĩ trong ca mổ đó, người ta không có sai sót gì hết mà mình có những cái hành vi mình xúc phạm danh dự người ta, mình lan truyền những thông tin mình làm vu khống người ta, lúc này bạn phải đối mặt không phải chỉ là việc xử phạt vi phạm chính đâu, mà nó còn một cái tội nữa là tội vu khống các bạn. Thì nó được quy định tại điều 156 của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi năm 2017, thì các bạn phải lưu ý thật kỹ. Mình có thể quay video clip lại, mình chia sẻ cái câu chuyện đó lên trên mạng xã hội để gây sức ép hoặc làm gì đó cũng được, nhưng đừng làm ảnh hưởng, đừng có sử dụng những cái từ ngữ hoặc là đừng đưa ra những cái kết luận mà nó chưa có mang tính chính xác, làm ảnh hưởng đến danh dự uy tín của những cái tổ chức, cá nhân, hành nghề y tá, bác sĩ chữa bệnh như thế này các bạn. Đó, thì mình lưu ý ha. Còn với tâm trạng của mình, với tâm trạng của mình sau khi xem những cái đoạn clip đó thì mình hoàn toàn có thể thông cảm được cho hành vi của những người thân trong gia đình này. Và việc gì thì phải nói là chúng ta phải chờ cái một cái kết quả giám định cụ thể, phải chờ kết quả giải phẫu tử thi nè, kiểm tra xem là trong tử thi nó có những cái chất gì hay không, thì các bạn sẽ đặt ra những cái giả thuyết. Thì tóm lại những cái giả thuyết mà Phúc đưa ra cho các bạn thứ nhất là có hành vi vi phạm các quy định về chuyên môn kỹ thuật hay không, vi phạm các quy định về thăm khám chữa bệnh hay không, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đối với cái hành vi mà của y tá điều dưỡng tinh vi gì đó thì nó có phải là hành vi chậm cấp cứu hay không, đó thì chúng ta cần phải xem lại. Tiếp theo nữa là trong quá trình phẫu thuật hay là sau quá trình phẫu thuật đó thì bệnh nhân có bị dị ứng thuốc hay không, hay là có người nào đã có sử dụng những cái chất thuốc khác mà nó gây kích ứng cho bệnh nhân hay không, thì chúng ta cần phải xem lại, kiểm tra lại, giám định lại, giám định tử thi lại nha các bạn. Đó là những cái mà mình nghĩ là các bạn cần phải cân nhắc khi mà các bạn đưa ra bất kỳ một cái nhận định nào liên quan đến cái vụ việc này, bởi vì cái vụ việc này nó không phải là một cái vụ việc đầu tiên đâu các bạn, mà trước đó có một cái vụ việc ở Củ Chi nữa cũng là liên quan đến sỏi thận, thì cũng xảy ra những cái trường hợp tương tự như vậy, thì các bạn có thể search lại trên mạng để các bạn xem rõ hơn về cái vụ việc này. Còn trên đây là toàn bộ những cái gì mà mình chia sẻ theo quy định của pháp luật để các bạn có một cách nhìn nó
tổng thể toàn diện hơn khi mà phát ngôn, bình luận liên quan đến các vấn đề này. Thông qua video này, hy vọng rằng các bạn sẽ có một cái cách nhìn toàn diện hơn so với vụ này, và chúng ta sẽ cùng phải chờ đợi cái kết quả từ những cái cơ quan chuyên môn, những cái cơ quan liên quan đến thẩm định và kết quả giám định tử thi để xem như thế nào.